Xin chào cả anh em, ngay trên tay mình đây đang có một cái tai nghe True Wireless đến từ MyAlo. Thì cái tên của nó là MyAlo Z1 Pro. Thì đây là một cái chiếc tai nghe đến từ cái thương hiệu của Việt Nam ha. Chiếc tai nghe này có hộp sạc bằng hợp kim. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ thử nghiệm những cái bài hay là anh em hay gọi là drop test đó, để cho cái chiếc tai nghe này khi nào nó hỏng thì thôi. Mình sẽ thử nghiệm 10 cái bài test từ nhẹ cho đến những cái bài test rất là nặng ha. Đến khi nào cái chiếc tai nghe này nó hỏng hoàn toàn thì thôi. 10 cái bài test đó sẽ lần lượt được thực hiện theo thứ tự từ 1 đến 10 mà mình đã sắp sẵn ra. Và bây giờ mình sẽ vào cái bài test đầu tiên là mình làm rớt hộp tai nghe từ trên bàn khoảng 80cm xuống dưới cái mặt nền. Rồi, bắt đầu. Đây là một cái bài test cơ bản đầu tiên ha. Hiện tại cái tai nghe này nó vẫn còn rất là đẹp. Mọi thứ đều bình thường, không có vấn đề gì hết. Lưu ý với anh em là mỗi cái bài test này mình sẽ thực hiện một lần ha. Đó, một lần thôi. Rồi bây giờ đến cái bài thử nghiệm thứ hai, đó chính là cũng để trên cái mặt bàn này rớt xuống luôn, nhưng mà mình sẽ tạo cho nó một cái độ xoáy ha, để cho nó rớt xuống nền nhà với một cái lực mạnh hơn một chút xíu. Như anh em thấy, nó vẫn còn đẹp, cả hộp sạc vẫn còn ok, chưa bị chày. Tai nghe bên trong vẫn sử dụng được bình thường. Thì cái tai nghe này mình mới lấy được trong hộp ra, còn là tai nghe mới, vẫn kết nối, vẫn nghe nhạc được bình thường. Cái bài thử nghiệm thứ ba đó là mình sẽ giả định cái tình huống là mình bỏ cái tai nghe này vào cái túi áo ha, nhưng mà nó vô tình làm rớt xuống. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành ha. Thì túi áo ở đây, thì cái từ đây xuống tới dưới nền nhà của mình thì khoảng là 1m2, 1m3. 2, 3. Kết quả tai nghe vẫn bình thường, chưa có chảy xước gì hết. Mọi thứ vẫn còn ok. Đây là cái hộp nè, vẫn còn mới. Cái thử nghiệm thứ tư đó là mình sẽ cho rớt hai cái tai nghe này từ cái độ cao ngang tai là khoảng 1m6 xuống dưới cái nền nhà. 2, 3. Thử nghiệm này vẫn còn rất là nhẹ nhàng với tai nghe MyAlo này. Hai tai nghe vẫn còn nguyên, vẫn có tín hiệu kết nối. Đeo thử lên tai, ok, nó vẫn nhận. Tiếp theo là cái thử nghiệm số 5, đó là mình sẽ đưa cái tai nghe và cái hộp sạc này lên cái độ cao qua đầu của mình luôn, tức là khoảng tầm 2m, và mình sẽ thả xuống cái nền nhà. Bắt đầu. 1, 2, 3. Tai nghe thì vẫn là bình thường, hộp sạc chưa chạy ha, nhưng mà cái bản lề này nó có vẻ nó hơi lỏng một chút xíu. Còn lại thì ok, nó nhìn chung thì vẫn còn xài được, tương đối đẹp. Rồi, cái thử nghiệm thứ 6 đó chính là mình sẽ cho cái tai nghe này vào túi quần, nhưng mà vô tình làm rớt nó từ trên cái bậc cầu thang xuống dưới đất ha. Thì ở đây khoảng là tầm 1, 2, 3, 4, 5, khoảng 6 bậc thang. Ok chưa? Rồi, bắt đầu nha. 1, 2, 3. Do là tai nghe vẫn còn nằm trong hộp cho nên nó vẫn bình an, vô sự, không gì hết. Nhưng mà hộp sạc, đây, anh em thấy hiện trạng của nó nha, là chày, xước ở đây. Và cái, anh em thấy nhìn cái nắp của nó nè, đó, cái nắp của nó đã bị lật như vậy. Được chưa? Chày xước thì cũng không đáng kể lắm, do cái hộp băng hợp kim cứng cho nên nó bảo vệ được cái tai nghe tốt. Rớt xong mình bỏ cái tai nghe vào trong hộp sạc thì mình đóng lại nó không được, do là cái bản lề nó bị cong. Ta không thể đóng được cái nắp tai nghe lại được. Thực ra nếu mà muốn đóng lại vẫn được, anh em có hoàn toàn có thể nắn lại cái này một chút xíu, nhưng mà nhiều khả năng nếu mà không cẩn thận thì nó sẽ bị gãy. Nhưng mà bây giờ nắn lại một chút xíu thì đóng được, nhưng mà nó không có thẳng. Ở cái thử nghiệm thứ 7 này thì mình sẽ lấy cái xe máy, mình cán qua cái hộp sạc của cái tai nghe MyAlo Z1 Pro ha. Thì mình sẽ thử hai lần. Lần đầu tiên mình sẽ cán qua bằng một bánh, và lần thứ hai thì mình sẽ cố gắng cán qua lần bằng hai bánh. Thì kết quả thế nào thì mời anh em theo dõi dưới đây ha. Bây giờ mình sẽ cán bằng một bánh qua cái tai nghe Z1 Pro này. Rồi, ok chưa? Máy chạy chưa? Đây là kết quả sau khi mình cán qua hai lần. Có một vài đường móp. Đường móp ở đây. Do nền đường ở đây là bê tông cứng, sần sùi nên khó tránh khỏi móp. Tai nghe bên trong thì vẫn bình thường. Rồi, đến lần thử nghiệm thứ 8 này mình sẽ nâng cấp cấp độ nó lên một chút xíu nữa. Đó là mình sẽ cho cán cái chiếc xe hơi này qua cái tai nghe MyAlo Z1 Pro luôn. Thì mình cũng sẽ thực hiện hai lần.
Lần thứ nhất đó là cho cán qua bằng một bánh, và lần thứ hai đó là cán qua bằng hai bánh. Ok, bắt đầu. Xin mời các cadder. Sau khi cán qua bằng hai bánh, đây là cái hiện trạng của tai nghe Z1 Pro. Nó sẽ bị móp ở trên đây ha. Nó móp là như vậy. Cái bản lề của nó sẽ bị cong như vậy. Mở ra thì hơi khó xíu. Mở ra hơi khó. Để coi cái tai nghe bên trong như thế nào. Tai nghe bên trong vẫn bình an vô sự. Nó không có vấn đề gì hết. Tai nghe thì vẫn là bình thường. Cái tình huống này nó sẽ mô phỏng lại cái việc, ví dụ anh em đang đi ngoài đường nhưng mà chẳng may làm rớt cái tai nghe, thì cái hộp sạc bằng hợp kim này nó sẽ bảo vệ cho cái tai nghe bên trong của anh em. Đó là thứ nhất. Thì bây giờ tiếp tục lần thứ hai, mình sẽ lùi xe lại, cán qua cái tai nghe Z1 Pro. Tới luôn. Đúng rồi. Ok. Xem xét hiện trạng của nó thì cũng khá tương tự như lần đầu tiên. Cái vết móp thì nó vẫn là cái vết móp cũ nè. Mình chưa thấy có vết móp mới. Thì đây là cái bản lề của nó. Bây giờ mở rất là khó luôn. Chắc mình phải nắn lại chút xíu anh em ha. Mình nắn lại chút xíu để mình mở cái hộp cái tai nghe ra cho anh em xem. Có vẻ nắn nó cũng khó nữa. Nhưng mà mình nghĩ là cái tai nghe bên trong nó vẫn bình thường. Khó mở quá. Vì nó không mở được cho nên là mình sẽ đi đến với cái thử nghiệm thứ 9 trước khi đến với hai cái thử nghiệm cuối cùng, đó là hai thử nghiệm phá hủy cái tai nghe này. Thì bây giờ mình muốn thử cắm sạc vô cái Myalo Z1 Pro để xem là nó còn nhận tín hiệu sạc hay không nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắm thử vô cái tai nghe này nha. Rồi, nó chưa lên bởi vì mình chưa có bấm nguồn cục pin. Bây giờ mình sẽ bấm nguồn cục pin. Anh em thấy cái đèn led không? Cái đèn led này nó báo hiệu là vẫn còn nhận tín hiệu sạc ha. Tức là nó báo hiệu là có điện vào sạc cái tai nghe này thôi. Còn nó có sạc hay không thì hiện tại mình không biết, bởi vì mình không mở cái này ra được. Bây giờ cái này nó đã bị kẹt cứng ngắc so với cái tai nghe ở trong rồi ha. Nhưng mà nó vẫn lên tín hiệu đèn led. Đó, cái đèn đây nó vẫn báo hiệu nè. Đó. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ đến với hai cái thử nghiệm phá hủy. Cố muốn làm chiếc tai nghe nó hỏng. Thì bây giờ mình sẽ ném cái này vào tường để coi là nó có mở được cái này ra không. Rồi bây giờ mình bắt đầu luôn nha. Rồi, 1, 2, 3. Lần thứ 9 thì nó tiếp xúc ở cái vị trí này. Đó. À, mở được hộp đây nghe rồi. Cái lớp bảo vệ bên ngoài. Đó, lột ra. Bên trong là như vậy. Có xước sát nhỏ nhỏ. Thì mình bóc lại cái này ha. Này là một cái lớp keo. À, vậy là chưa sao. À, vậy là vẫn bình thường, tai nghe vẫn bình thường. À, ngoại hình bên ngoài thì có chảy xước một chút xíu, nhưng mà vấn đề lắm. Đeo lên thử coi. Vẫn có nhạc. Táp trên cái tai nghe này để tăng giảm lượng vẫn được nha. Đó, cho anh em nghe nha. Đó, vẫn nghe được nha. Đó, ok. Rồi, tiếp theo mình sẽ ném hai cái tai nghe này vào tường cùng một lúc luôn. Rồi, ném nha. 1, 2, 3. Rồi. Sau cái thử nghiệm ném hai cái tai nghe vào tường thì nó bung ra như vậy. Ô, tai này vẫn nghe được. Cái tai trái vẫn nghe được. Đây, cho anh em nghe này. Tai trái vẫn nghe được. À, nhưng mà tai phải chắc không nghe được nữa rồi. Tai phải vậy là hư rồi. Tai phải đã hư. Tai trái vẫn nghe được. Nhưng mà giờ nó không nghe nữa. Mình sẽ thử bật nhạc. Đó, như vậy là không nghe nữa. Đó. Cuối cùng mình sẽ phá hủy cái hộp sạc này bằng cách là mình sẽ đập mạnh cái hộp sạc này xuống đất. Do là tai nghe thì đã hỏng rồi cho nên còn mỗi cái hộp sạc thì thôi mình thử luôn về cái này coi ha. Rồi, chuẩn bị nha, bắt đầu nha. Mình sẽ đập mạnh xuống đất nha. 1 2 3. Cái hộp sạc nó rất là chày ha. Nhưng mà bản lề thì vẫn đóng mở được nè. Đó. Lần nữa nha. Mình này mạnh hơn nha. 1, 2, 3.
cuối cùng thì sau rất là nhiều nỗ lực nó đã bể. Đây là cái nắp của cái bản lề, nhìn bên trong này nó sẽ có cái ngàm cũng bằng kim loại luôn, cái ngàm ở đây, đây là cái hộp của nó, thì cái ngàm này nó sẽ bắt vào trong rồi cứng chắc. Cái ngàm này cũng là kim loại nè. Cái phần trong này bằng nhựa thôi, cái phần mà để đựng hai tai nghe bằng nhựa, còn cái khung bao bên ngoài thì nó sẽ bằng kim loại. Sau 10 thử nghiệm và hơn 10 lần thả rơi và test các kiểu thì anh em có thể thấy là chỉ khi nào đưa vào những thử nghiệm gọi là mang cái tính phá hủy, tức là đập nó xuống đất, đập nó vào tường thì mới có thể làm học được cái tai nghe MyAlo Z1 Pro này. Ngoài chiếc Z1 Pro, hãng còn có thêm một phiên bản nữa, đó là Z1. Nó cũng có một cái hộp sạc hoàn thiện bằng hợp kim và có Bluetooth 5.3. Cái sự khác biệt là Z1 sẽ thuộc dòng earbuds, còn Z1 Pro sẽ thuộc dòng in-ear. Nó đều có cái kiểu dáng khá là nhỏ gọn ha, và các góc thì nó được bo tròn mềm mại. Hiện tại thì đang có hai màu, đó là màu bạc và màu xám. Tai nghe MyAlo Z1 sẽ có cái mức giá là 750.000, còn Z1 Pro đó là 990.000. Tổng kết lại thì như anh em có thể thấy là qua những cái thử nghiệm đó của mình, anh em có thể phần nào đó hình dung được độ bền mà cái tai nghe này nó mang lại cho chúng ta trong quá trình sử dụng. Thực tế là chỉ có những cái khoảng 7 cho đến 8 cái thử nghiệm đầu tiên là nó mang cái tính thực tế cao, đó là anh em có thể gặp trong cái quá trình sử dụng hàng ngày thôi. Còn những cái thử nghiệm như là đập vào tường thì thật sự là chẳng mấy ai có thể làm chuyện đó. Nhưng mà mình làm như vậy để cho anh em thấy được rằng là cái chiếc tai nghe này nó có thể chịu được đến cái mức nào. Ok, và đó là cái thử nghiệm độ bền của mình về cái chiếc tai nghe MyAlo Z1 Pro. Thì anh em nghĩ sao về chiếc tai nghe này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới. Và nếu như em đã đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Tinh Tế, và mình là Gia Huy. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.